bộ phim Nam Thành Di Hận. Tập 2. Phùng gia, anh chàng tôi nói với Phùng gia lại đến rồi, đang ở dưới nhà. Phùng gia, chính là anh chàng kia. Ngày nào cũng đem theo rất nhiều tiền mặt, ngày nào cũng thua hết, giống như nhà mình có núi vàng vậy. Sắc mặt không hề thay đổi. Tôi không tin không thể thắng hắn. Đi. Vậy thì cho người làm rõ lai lịch đi. Dạ. Tôi kêu anh điều tra người đó. Kết quả sao rồi? Điều tra ra được rồi. Người đó tên là Mộ Dung Kính, đến từ Hắc Long Giang, lớn lên ở bờ biển, sau đó theo cha mẹ đến Nam Kinh. Bây giờ cả nhà đều đang ở Nam Kinh, không có quan hệ gì với gia đình Mộ Dung Hưng. Dám gây sự ở địa bàn Phùng gia sao? Muốn chết à? Đánh cho tôi. Cảm ơn anh nhiều lắm. Đừng cảm ơn tôi. Cảm ơn Phùng gia chúng tôi mới đúng. Phùng gia. Xin mời ngồi. Phùng gia. Phó mẫu xin cạn ba ly để cảm ơn Phùng gia ra tay giúp đỡ. Không dám, không dám. Xin mời ngồi. Đã lễ quá rồi anh Phó. Anh Phó là khách quen của sòng bạc chúng tôi. Chúng tôi phải có trách nhiệm với an toàn của anh. Nhưng mà hôm nay người của tôi đã đến trễ một bước, để cho anh bị sợ hãi rồi. Phùng gia quá khách sáo. Không giấu gì ông, tôi là người từ Nam Dương trở về. Vì cơn nghiện cờ bạc của tôi nên không thể kiểm soát bản thân. Chuyện bị cướp tiền cũng không phải là lần đầu tiên. Trước đây gặp chuyện coi như bản thân xui xẻo. Người không sao thì tốt rồi. Tôi chưa từng gặp ông chủ nào có nghĩa khí như ông. Cũng chưa từng thấy chỗ nào như chỗ của ông. Hôm nay Phó mổ được mở rộng tầm mắt rồi. Quá lời rồi. Vấn đề an toàn là trách nhiệm của chúng tôi. Nhưng vấn đề để lộ tiền tài là chuyện của anh. Anh Phó nên nhớ điều này. Có nghiện cờ bạc có thể lớn hơn trời, nhưng tiền tài không được để lộ ra ngoài. Phùng gia nói đúng, nhưng đôi khi ngứa tay cũng khó kiểm soát lắm. Không ngờ anh Phó có khí phái như vậy mà lại có máu cờ bạc. Phùng mổ là người mở sòng bạc, nhưng tôi vẫn muốn khuyên anh một câu: chơi nhỏ mua vui, chơi lớn bại sản đấy. Ba tôi cũng đau đầu về điều này. Ông thấy chưa, tôi lén đến đây rồi đó. Không ngờ anh Phó có tính khôi hài như vậy. Nhưng chẳng lẽ anh Phó từ nơi xa xôi trở về đây là vì cơn nghiện này thôi sao? Phùng gia, tuy Phó mộ bất tài, nhưng chưa đến mức bại sản đâu. Về Nam Kinh lần này đúng là có dự tính. Tôi muốn kinh doanh để nuôi sống bản thân. Anh có thể nói cho tôi biết chứ? Cảm ơn Phùng gia xem trọng. Tôi muốn mở một khu giải trí khá quy mô ở đây. Nhưng ngoài chuyện có chút tiền mặt ra, tôi không có cách nào cả. Có lẽ anh Phó vẫn chưa biết, Phùng gia chúng tôi chính là chủ tịch của Thương hội Nam Kinh. Phó mộ có mắt mà không biết thấy sơn, xin Phùng gia bỏ qua. Đừng khách sáo, xin mời ngồi. Đừng nghe lời anh ta. Tuy tôi là chủ tịch thương hội, nhưng xưa nay tôi không đầu tư tùy tiện. Anh Phó từ đường xa đến đây,
lại có hoài bão lớn. Anh yên tâm, chuyện của anh tôi sẽ giúp mà. Cảm ơn Phùng gia. Phó mổ mời ông thêm một đi. Cạn. Mời. Anh Hoa, đây là bên pháp y vừa mới đưa đến. Anh Hạo, anh xem đi. Anh đi được rồi, dạ. Sao lại là hình chụp? Vừa mới đưa đến đây đó. Tôi phải gọi điện cho pháp y. Chuyện gì vậy? Cho tôi xem nào. Alo, tôi là Thang Hạo. Tôi muốn hỏi anh, trên hình chụp của anh có 5 dấu tay là chuyện như thế nào? Đó là chứng cớ trước khi nạn nhân chết bị bịt miệng đến không thể lên tiếng. Vì hung thủ quá mạnh tay cho nên mới để lại dấu vết. Lúc đó không thể nhìn thấy, nhưng sau 2 ngày dấu vết đó mới hiện ra. Được rồi, tôi biết rồi, cảm ơn anh. Cục trưởng, điều tra tới đâu rồi? Có 5 dấu tay. Tấm hình này đã chứng minh trong lúc hung thủ hành hung chỉ dùng một tay bịt miệng nghiêm tiêu, khiến ông ta không thở được và không thể lên tiếng. Còn tay kia thì đánh chết ông ta. Hung thủ nhất định là đàn bà. Phùng Trấn Thiên làm gì có để móng tay dài? Đây mới là Dương Xuân Mai thật sự. Người trước đây chỉ mạo danh mà thôi. Cục trưởng, lần này anh tin hung thủ là người khác rồi chứ? Hoa Quy, hủy bỏ khởi tố đối với Phùng Trấn Thiên đi. Tôi biết rồi. Nếu như vậy, hung thủ là phục vụ viên nữ rồi. Xem ra vụ này khó điều tra lắm. Các anh hãy cố gắng. Tư lệnh, đặc phái viên, ông chủ Dương, hôm nay tôi xin giới thiệu với các vị một người bạn trẻ, Phó Huy, ông chủ Phó. Người được hội trưởng Phùng ngưỡng mộ, tôi nhất định phải làm quen rồi. Tôi là Phó Huy, xin tư lệnh chỉ dạy thêm. Để tôi giới thiệu với anh, vị này là đặc phái viên Mộ Dung, vị này là ông chủ Dương, Dương Giang. Hân hạnh. Chào ông. Nào, mời hai vị ngồi. Mời. Ông chủ Phó đây muốn đầu tư vào Nam Kinh chúng ta, xin các vị chiếu cố. Đầu tư? Phương Kiến Nam này rất là hoan nghênh. Không biết anh Phó định đầu tư vào lĩnh vực nào ở Nam Kinh? Cơ sở hạ tầng của Nam Kinh rất vững chắc. Bây giờ là lúc đang phát triển, đâu đâu cũng là cơ hội. Điều này dĩ nhiên nhờ có quan chức xuất sắc như Tư lệnh Phương rồi. Anh Phó quá khen. Trước tiên tôi định xây một khu nghỉ mát quy mô ở ngoài ô Nam Kinh. Khu nghỉ mát à? Nói một cách đơn giản, đó là một khách sạn quy mô có thiết kế giải trí tổng hợp như trường đua ngựa, sông bạc và hộp đêm. Ý kiến này rất hay. Nếu sau này người trong thành phố muốn nghỉ ngơi giải trí, đến chỗ của anh thì sẽ có đủ. Tư lệnh Phương, kế hoạch của anh Phó Huy rất có lý. Cảm ơn lời khen của anh Mộ Dung. Đây chỉ là kế hoạch bước đầu của tôi. Có thực hiện được hay không, còn phải xem ý kiến của Tư lệnh Phương. Anh Dương, anh thấy thế nào? Tôi thấy tính khả thi trong kế hoạch của anh Phó rất cao. Tôi cũng có ý tham gia. Hay lắm. Chỉ cần là chuyện tốt cho sự phát triển của Nam Kinh, người dân của Nam Kinh có ngày tháng tốt,
Dĩ nhiên tôi sẽ ủng hộ hết mình rồi. Dạ được, nghe tư lệnh nói câu này thì tôi yên tâm rồi. Nếu như các vị đều quyết định như vậy, tối nay tôi sẽ đãi một chầu, chúng ta sẽ uống thỏa thích. Được, Phùng gia có hào khí lắm. Bây giờ gần như tất cả manh mối đều đứt hết rồi. Anh kêu tôi điều tra thế nào? Điều tra được thì sao? Người đứng sau bức màn ai cũng ẩn mình rất kín đáo. Anh Hạo, đôi khi tôi cảm thấy rất chán nản. Tại sao chúng ta làm cảnh sát? Không phải là trừ gian diệt bảo sao? Kết quả thì sao nào? Mới đó đã chán rồi sao? Chỉ vừa bắt đầu thôi mà. E rằng sau này Nam Kinh không được yên ổn nữa. Alo, phòng thám thứ tư Hạo Nhiên đi. Anh đợi một lát, tìm anh đó. Alo. Được, tôi biết rồi, tôi qua ngay. Chuyện gì vậy? Như anh mới nói, phố Cát Tường lại có người chết rồi. Nạn nhân tên Dương Hổ, vì cổng mở toang nên hàng xóm mới phát hiện. Ở hiện trường cho thấy thời gian tử vong là khoảng 2 tiếng đồng hồ trước đây, bị siết chết. Một chiêu chí mạng, không phải bị vật sắc thông thường giết chết. Anh hãy đến xung quanh xem có vật đại loại được làm bằng sắt không, hoặc là có cơ hiệu nào từng bán vật đó, hay là có ai từng mua nó hay không. Dạ. Tránh ra. Ông là đồ đáng chết. Sao ông chết thật rồi? Bà có chuyện gì vậy? Ông là đồ khốn kiếp. Ông là đồ khốn kiếp. Chị hai à, chị có quan hệ gì với ông ta? Ông ta là chồng tôi, là cha của đứa nhỏ này. Cho hỏi thăm một lát, ngày thường Dương Hổ có thù oán với ai không? Người luôn lăn lộn ở bên ngoài như ông ta, kẻ thù ít lắm sao? Nói là quan gia, còn không phải vì tiền sao? Tên khốn này còn muốn kiếm tiền mua miếng ngọc gì nữa không biết. Miếng ngọc chị nói là miếng ngọc gì? Là hồng ngọc đó. Anh Hạo, các anh em lục xét cho kỹ xem có hồng ngọc hay không. Dạ. Vào đi. Tiểu thư, tìm tôi à? Chú Thang, hôm nay Phùng Chấn Thiên đã đưa con đến nhà tư lệnh bằng chuyện đầu tư với Mộ Dung Kính và ông chủ Dương. Ông ấy còn giới thiệu với con nữa. Ông chủ Dương còn muốn hợp tác với con trong hạng mục đầu tư đó. Không biết chuyện này là thật hay giả nữa. Tiểu thư nghi ngờ họ định cài người để giám sát chúng ta sao? Chú hãy điều tra ông chủ Dương đó đi. Được rồi tiểu thư, tôi hiểu ý tiểu thư rồi. Còn nữa, dù sao đi nữa tiểu thơ cũng phải cẩn thận đó.
Trận chiến tối nay là trận chiến liều chết. Tồn vong của gia tộc Mộ Dung cũng được quyết định trong trận chiến tối nay. Tôi không hề xem trọng bọn khốn kiếp này. Tôi rất muốn biết chúng có thể làm gì gia tộc Mộ Dung chúng tôi. Lão Lỗ, anh không được khinh địch. Tối nay họ có bao nhiêu người chúng ta vẫn chưa biết. Mọi chuyện đều phải có dự tính từ trước. Chỉ có chuyện này khiến tôi không yên tâm. Lão Nha, tộc trưởng, có chuyện gì ông cứ căn dặn. Tôi muốn anh đưa Phi Nhi rời khỏi Nam Kinh. Tộc trưởng, anh cũng biết người tôi không yên tâm nhất chính là đứa con gái này mà. Tôi cũng biết mọi người đối xử con gái tôi như là con ruột. Xưa nay nó chưa từng tham gia chuyện trong gia tộc. Tôi không muốn liên lụy đến nó. Tộc trưởng, trong lúc này làm sao tôi có thể bảo vệ tốt Phi Nhi đi? Đây là đền đáp cao nhất đối với gia tộc Mộ Dung đó. Tộc trưởng yên tâm đi, dù tôi phải liều cái mạng già này, tôi cũng sẽ bảo vệ cho tiểu thư. Được, vậy tôi giao con gái của tôi cho anh đó. Các vị, bảo vệ tộc trưởng, bảo vệ tốt gia tộc Mộ Dung. Nhạc Thành trông kỳ vào các vị. Anh Thành, em Đồng, anh Thành, từ biệt lần này sống chết chưa rõ, bao giờ mới được gặp lại đây cũng vẫn chưa biết. Anh Thành, lá bùa hộ mạng này đã theo tôi nhiều năm rồi, tôi tặng lại cho anh. Không những muốn anh nhớ tới đồng đệ này, mà còn phải bảo vệ tốt cho tiểu thư đó. Người anh em bảo trọng. Ông đi thong thả. Cô là chị hai? Tôi đọc báo biết tin của gia đình chị. Tuy số tiền này không nhiều, nhưng cũng đủ để cho chị sống một thời gian. Sao tôi có thể nhận tiền của chị? Đừng cách sáo, cầm lấy đi. Nào, quỳ xuống cảm ơn chị đi. Đừng mà. Một của Tân Đạt Hội, hai của Bách Thình Hội, một của Tân Long Hội. Bốn nạn nhân đều là người của băng hội. Anh Hảo, anh nghĩ đây có phải là thanh toán giữa các băng hội với nhau không? Bất cứ chuyện gì cũng không nên đưa ra kết luận sớm như vậy. Đừng quên chúng ta còn có một manh mối là Hồng Ngọc đấy. Tôi cảm thấy có phải chúng ta suy nghĩ quá nhiều rồi không? Thật ra Hồng Ngọc không có liên quan gì tới mấy vụ án này mà. Em về rồi. Mệt chết đi được. Về rồi à? Sang sang, thảo hồng hảnh như vậy có phải lại đi đâu cướp phú tế bần rồi không? Anh Hạo, vậy mà anh cũng nhận ra rồi sao? Em đã đến nhà chị Hổ đấy. Nhà chị Hổ à? Nhà chị Hổ. Chị ấy đã mất chồng rồi, hai đứa con còn nhỏ như vậy. Em thấy chị Hổ đáng thương lắm. Sang sang, em làm như vậy rất đúng. Thật đó, anh cũng rất lo cho chị Hổ. Cho nên hôm nay anh cũng muốn qua đó lắm. Đúng rồi anh Hạo à,
Em cho anh biết, hôm nay trong lúc em trò chuyện với chị Hổ, bỗng nhiên bên ngoài có một người ném một túi tiền vào nhà, nên em liền đuổi theo, muốn hỏi rõ đối phương là ai. Đứng lại. Đi đâu vậy? Đứng lại. Chạy nhanh thật. Cô nhìn đi, nhiều tiền lắm. Không sao đâu chị cứ giữ tiền này trước đi. Nhớ đóng cửa cẩn thận. Tôi sẽ đến thăm chị thường xuyên. Anh Hạo, có thấy buồn cười không? Làm việc tốt tại sao phải thần bí như vậy? Thấy chưa? Chuyện này càng lúc càng thú vị rồi. Đúng vậy. Hai người đang nói chuyện gì vậy? Nói tiếp đi, em cũng muốn nghe. Vừa rồi anh đang nói chuyện Hồng Ngọc với anh Hạo. Thực ra có quan hệ gì với mấy vụ án này? Hồng Ngọc à, anh nói khiến em nhớ lại. Hôm nay sau khi hai anh rời khỏi trà lầu, em nghe họ nói Hồng Ngọc lại xuất hiện rồi. Tôi nghe nói miếng Hồng Ngọc này có giá trị liên thành, là của hồi môn của công chúa Giang Thành năm xưa đó. Chỉ là Hồng Ngọc thôi, còn nói là của hồi môn của công chúa. Tôi thấy muốn kêu giá cao thì phải. Thôi đi, đừng có cắt ngang. Anh nói tiếp đi. Thực ra miếng ngọc này không là gì cả. Nhưng mà... Nhưng cái gì? Anh nói đi. Miếng ngọc này có liên quan đến một kho báu. Kho báu à? Làm gì có nhiều kho báu như vậy? Đúng rồi. Anh tưởng anh đang kể chuyện sao? Kho báu à? Nhưng đây là tin tức chính xác. Tin hay không thì tùy. Tóm lại là ngày mai Hồng Ngọc sẽ được bán đấu giá ở Túy Hồng Lầu. Tôi rất muốn biết nó là hàng như thế nào. Đúng đúng, tôi cũng muốn đến xem. Sao rồi, tin tức của trinh thám nhỏ này đáng tin cậy chứ? Trước đây anh không ngờ đến. Không ngờ miếng ngọc này lại xuất hiện long trọng như vậy. Trước đây anh thật sự xem thường miếng ngọc này. Anh Hảo, bây giờ tôi mới đồng ý với chuyện miếng ngọc có liên quan đến các vụ án. Có tham tử, tư chi phát triển, đầu óc đơn giản như anh, người dân Nam Kinh hạnh phúc thật. Không phải vì sự xuất hiện của miếng ngọc đó quá trùng hợp nên anh mới nghĩ đến. À, anh muốn nói anh nghĩ ra. Chuyện trắng đen anh nghĩ ra thì sẽ rõ ràng lắm sao? Hai người đừng tranh cãi được không? Bây giờ mấu chốt là chuyện Hồng Ngọc. Chúng ta phải làm rõ mục đích của người đưa miếng ngọc này ra phát mãi là gì. Sau đó phải xem miếng ngọc đó là thật hay giả. Theo em thì trên đời này làm gì có Hồng Ngọc. Chẳng qua là người bán ngọc muốn kêu giá cao mới nói bậy đó thôi. Không thể nói vậy được. Bất cứ tin đồn nào cũng phải xem lý do cấu thành. Người bán ngọc tạo ra dư luận trong xã hội, phía sau lưng chắc hẳn có bí mật gì đó. Không sai. Tôi cảm thấy miếng ngọc này nhất định có liên quan đến vụ án của Dương Hổ. Trong này chắc chắn có vấn đề. Được rồi, ngày mai chúng ta sẽ đến xem cho biết. Chú Đồng, chú muốn nói ông chủ Dương đó có khả năng là chú Đồng à? Dáng vẻ đã thay đổi rất nhiều, nhưng tôi với Thanh Đồng đã là anh em nhiều năm. Tình cảm đó không phải dáng vẻ thay đổi là thay đổi được đâu. Em Đồng, anh chạy trước đi, cẩn thận đó. Nói gì muốn giúp chú thoát khỏi dòng dây nên dấn thân biển lửa. Bây giờ nhìn thấy dáng vẻ của nó, trong lòng cảm thấy khó chịu. Chú Thành, con hiểu cảm nhận của chú. Dù sao chú Đồng cũng đã trung thành với ba con nhiều năm. Nhưng mà
Chuyện đã 5 năm rồi. Tôi hiểu sự lo lắng của tiểu thơ. Chuyện đã nhiều năm rồi, có một số người vẫn chưa thay lòng. Nhưng gia tộc Mộ Dung năm xưa bị hủy hoại bởi kẻ phản bội, chúng ta cũng không thể chấp nhận được. Cho nên chú Thành à, phiền chú điều tra kỹ chuyện này. Nếu cần thiết, chú hãy đích thân dò la. Dạ, tiểu thơ, tôi sẽ làm ngay. Anh Hạo, anh nhìn đi. Không ngờ tiểu thơ của Tư Lệnh cũng đến tham gia. Em ở đây trông chừng, anh qua bên đó xem thử. Xem ra mọi người cũng đến đông đủ rồi, không cần nói nhiều nữa. Đây chính là miếng hồng ngọc đó. Nhìn cho kỹ. Giá khởi điểm là 5 cây vàng. Người muốn mua ra giá đi, người ra giá cao sẽ mua được. Tôi trả 8 cây, cho tôi xem nào. Người trả 8 cây lên xem thử đi. Tôi trả 10 cây, cho tôi xem. Từng người một thôi. Tôi trả 10 cây, cho tôi xem nào. Từng người thôi. Từng người. Cho tôi xem nào. Cho tôi xem nào. Đưa lại đây. Tất cả dừng tay. Tất cả dừng tay. Dừng tay cho tôi. Nếu không tôi sẽ bắn chết các người. Khám xét cho tôi. Dạ. Xét thật kỹ. Sao bây giờ anh mới đến? Có phải ngủ quên không? Không phải. Vì anh phải đến sở cảnh sát lấy xe. Mới trễ một chút thôi. Cái gì mà trễ một chút anh biết không? Em ở đây một mình nguy hiểm lắm đó. Lúc nào anh cũng vậy. Sao anh làm việc như vậy chứ? Anh làm việc sao rồi? Không phải anh đã đến rồi sao? Xuống xe đi. Anh có nghe không? Thôi được rồi. Bây giờ không phải lúc để cãi nhau. Có phải hắn đang ở trong đó không? Vào trong đi.
Cửa đang mở, tình hình trong đó chắc không ổn rồi. Đứng yên. Anh Hảo, không phải tôi đâu. Cô giỏi lắm. Lần này bị tôi bắt quả tang rồi phải không? Tôi thật sự không ngờ, không ngờ Thiên Kim tiểu thư lại độc ác như vậy. Tại sao cô giết hắn? Khi tôi đến thì người này đã chết rồi, không liên quan đến tôi. Đủ rồi nha, hung thủ đều nói mình không giết người mà. Tôi đã nói tôi không có giết người này rồi, tin hay không tùy cô. Cô đừng tưởng cô là Thiên Kim của Tư lệnh thì giỏi lắm. Mà nói đi, rốt cuộc sẽ ra chuyện gì? Sao cô phải giết hắn? Tôi cũng muốn biết sẽ ra chuyện gì đó. Tôi cho cô biết, tốt nhất cô nên nói thật đi. Nếu không thì tôi không khách sáo với cô đâu. Sáng sáng, nếu không thì cô muốn làm gì? Đừng làm hỏng hiện trường, mau tìm Hồng Ngọc đi. Cô đừng chạm vào người tôi. Cô không giết người sao lại sợ tôi chạm vào người cô? Dựa vào đâu mà cô chạm vào người tôi? Cô đừng tưởng cô là Thiên Kim thì giỏi lắm. Tôi cho cô biết, bây giờ cô giết người rồi, công chúa phạm pháp cũng đồng tội như thứ dân. Cô nghe chưa? Tại sao cô bắt tôi còn dám phản kháng à? Được rồi, cô xét đi. Xoay người lại. Tôi đã nói không có rồi mà. Lạ thật. Anh Hảo, xem ra Hồng Ngọc không có ở đây rồi. Chào anh, xin hỏi anh cần gì? Cà phê. Sao rồi? Chuyện như thế nào? Tìm được người lấy ngọc rồi. Hỏi nửa ngày trời cái gì cũng không biết. Hình như không phải nói dối. Hắn đâu? Nhưng mà cà phê của anh đây, mời anh dùng. Nhưng cái gì? Không biết Hồng Nhật đi đâu vậy? Không ngờ chuyện này khó xử như vậy. Xem ra người biết chuyện này không nhiều lắm. Năm xưa hành động được bố trí ở gia tộc Mộ Dung rất quy mô, vậy mà không hề để lộ phong thanh. Người đứng sau bức màn đó quả không đơn giản chút nào. Tôi đã cho người điều tra rồi. Tốc độ phải nhanh. Một khi Hồng Nhật xuất hiện, mọi người sẽ hành động ngay. Chúng ta phải đi trước họ. Dạ. Còn nữa, bao hết chỗ này cho tôi. Tối nay tôi muốn mời Phi Nhi ăn cơm. Mời. Em thích không? Anh Kính, chỉ là dùng bữa cơm thôi mà. Có cần làm vậy không?
Anh cảm thấy không khí như vậy mới thích hợp với cuộc trò chuyện của chúng ta. Hơn nữa, thân phận đặc phái viên của anh cũng có thể đem ra sử dụng rồi. Trái lại, em mong anh nên dùng thân phận này ở nơi khác. Qua đây đi. Nào Phi Nhi, chúng ta hãy càng ly về chuyện em trở về Nam Kinh thành công và tiếp cận được Phùng Chấn Thiên, Phương Kiến Nam. Phi Nhi, tuy hiện giờ chúng ta đã tiếp cận họ, nhưng anh vẫn muốn nhắc nhở em. Tuy là anh đã yểm hộ em, nhưng hai con cáo già này rất xảo quyệt, em nên cẩn thận đó. Em biết rồi. Nhạc khúc em đang nghe là nhạc khúc em thích nhất đó. Giữa khúc xoay vòng 1, 2, 3. Phi Nhi, anh rất mong một ngày nào đó có thể ngồi trong nhà hát nguyên nga lộng lẫy, đồng thời thưởng thức giữa khúc này một cách thảnh thơi. Anh kính. Anh biết em muốn nói gì. Em yên tâm. Trong lòng anh đã chuẩn bị xong kế hoạch phức tạp rồi. Chỉ cần chúng ta phối hợp cho tốt, nhất định sẽ trả được mối thù của gia tộc Mộ Dung. Tôi không có gì để nói. Phương Nhật Đồng, tôi nói cho cô biết, đừng tưởng ba cô là tư lệnh thì cô có thể làm gì thì làm. Hiện trường chỉ có một mình cô, không phải cô giết thì ai giết? Tôi muốn hỏi anh, con mắt nào của anh nhìn thấy tôi giết người vậy? Chứng cớ đâu? Các anh điều tra không phải kể đến chứng cớ sao? Đưa ra đi. Bởi vì tôi đang đứng bên cạnh thi thể thì hung thủ là tôi sao? Vậy anh với thằng Hạo và con nhỏ đó không phải cũng đang đứng bên cạnh thi thể sao? Vậy có phải các người cũng là hung thủ không? Cô, đừng tưởng tôi không làm gì được cô. Giam cô ta lại cho tôi. Đều là một lũ vô dụng. Để tôi tự làm lấy. Đi, anh bỏ tôi ra. Ngoan ngoãn chút đi, anh muốn làm gì? Đi, bỏ tôi ra, đi nào. Hai người làm gì vậy? Thả cô ta ra. Cục trưởng, người này anh đừng nói nữa. Cô Phương, xin lỗi, để cô sợ hãi rồi. Tôi đưa cô về nhà. Mời cô. Đây là gì vậy? Đây là trái tim của Thang Hạo. Đây là ký hiệu tình yêu của Thang Hạo và Giang Phi Nhi. Sao chỉ có trái tim của Thang Hạo? Của Giang Phi Nhi đâu? Xong rồi. Giang Phi Nhi đang ở trong trái tim Thang Hạo.
đúng không? Thang Hạo, em đã làm trái lời hứa của em. Chắc là anh đau lòng lắm phải không? Tiểu thơ, chú Thành, sao chú đến đây? Tôi thấy tiểu thơ thay trang phục nữ ra ngoài, nên tôi biết tiểu thơ đến viện bảo tàng. Con đã dùng thân phận Giang Phi Nhi để trở về viện bảo tàng, dùng thân phận nhân viên bảo tàng để điều tra manh mối của Bích Nguyệt. Tiểu thơ, làm vậy nguy hiểm lắm. Chú Thành, chú yên tâm đi. Ở trước mặt Phùng Chấn Thiên, con là Phó Huy. Ở đây con là Giang Phi Nhi. Con sẽ hành sự cẩn thận, quý không để đại kế phục thù của gia tộc Mộ Dung uổng công đâu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.